nhận xét và tóm tắt phim Phụng Cầu Hoàng. Phim sản xuất năm 2003. Phim hợp tác Hoa Hàng. Các diễn viên Tiêu Ân Tuấn, Park Si Jeon. Nữ diễn viên này đã từng hợp tác với Tiêu Ân Tuấn trong phim Bảo Liên Đăng Phần Trầm Hương, vai Tâm Thánh Mẫu. Tiêu Ân Tuấn vai Tư Mã Tương Như là một thi nhân văn sĩ rất đa tài, văn hay, đàn giỏi đời Tây Hán. Park Si Jeon vai Trác Văn Quân là một tài nữ nổi danh thời Tây Hán. Và các diễn viên, Lưu Hy Viên, Đào Tuệ Mẫn, Lưu Tiểu Phong, Trần Minh Hạo, Diêu An Liêm. Họ đều là những nhân vật có thật trong lịch sử Trung Hoa. Phim có tiếng Việt mọi người yên tâm xem nhé có trên Youtube phim đã lộng tiếng tuy nhiên phim hơi mờ. Lời nói đầu phim này rất hay và có tính chất lịch sử, diễn viên trẻ đẹp, nên đừng bỏ lỡ. Sau khi xem hết phim mình cảm nhận nên đặt tên phim là ba đám cưới một người vợ thì đúng hơn. Thôi chúng ta đi vào phần nội dung phim. Nhà họ đổng chăn đèn kết hoa đón cô dâu mới là Trác Văn Quân. Bắc Siêu Om, con gái của Trác Vương Tôn, làm đám cưới với nhị công tử đang bệnh tình trầm trọng. Thật không ngờ, đống nhị công tử chưa kịp bái đường đã tắt thở. Tư Mã Tương Như, Tiêu Ân Tuấn, trên đường về quê cứu được đống lão thái gia bị ngã xuống sông, vừa mới đưa ông về đến nhà, đống Hiếu Hiền cố tình nhầm lẫn, cho Tư Mã Tương Như cải trang thành chú rể bái đường thành thân với Trác Văn Quân luôn. Đây là đám cưới lần thứ nhất, Tư Mã Tương Như không hề nhìn thấy mặt Trác Văn Quân. Sau khi biết chân tướng sự thật, Tư Mã Tương Như vô cùng giận dữ quyết tâm cứu Trác Văn Quân ra khỏi nhà họ Đổng. Tư Mã Tương Như trượng nghĩa nói lời giữ lời đã ép nhà họ Đổng đồng ý cho Tư Mã Tương Như đưa Trác Văn Quân về thăm nhà mẹ đẻ. Nhưng Tư Mã Tương Như đã uống rượu say nên không thể đi được. Văn Quân bất đắc dĩ phải cùng nha đầu cải trang thành nam nhi đi một mình. Tư Mã Tương Như đuổi theo Văn Quân, lúc đó đổi tên thành Đỗ Công Tử và Vô Tình hai người ở chung một nhà trọ. Trong thời gian này, Tương Như và Đỗ Công Tử kết bạn thơ phú, tình bạn rất thân thiết, cơ duyên trùng hợp đã xui khiến hai người cùng sáng tác cổ khúc Phụng Cầu Hoàng. Tư Mã Tương Như rất yêu quý người huynh đệ này này, nhà họ đổng vì muốn lấy lòng hoàng đế nên đã gạt nhà họ trác chỉ cho hắn một bức chân dung của của trác văn quân. Tư Mã Tương Như được lệnh vào phủ vẽ chân dung trác văn quân. Lần gặp mặt đầu tiên đã khiến Tương Như tương tư và yêu mến, hai người họ vốn dĩ có tình cảm sâu nặng từ trước. Cuối cùng, Vượt qua rào cản lễ giáo Trác Văn Quân đã bỏ trốn theo Tư Mã Tương Như về nhà và hai người họ có một đám cưới hạnh phúc. Sau đó Trác Văn Quân bị nhà họ động bắt cóc, hoàng hậu thì lại bắt cóc Tư Mã Tương Như ép buộc chàng phải viết bài phú hồn lấy lòng hoàng đế. Sau khi viết xong bài phú gửi cho hoàng hậu, Tư Mã Tương Như tức tốc trở về nhà cứu vợ, nhưng nghe tin nàng đã chết, Tư Mã Tương Như đã nôn máu và ngất đi. Nhưng cũng may, nhà họ đồng không giết Trác Văn Quân mà đòi tiền chuộc. Tư Mã Tương Như đành phải bán nhà, hai vợ chồng trở về nhà và mở một quán rượu quen đường. Về phía hoàng hậu, sau khi đọc bài phú của tư mã tương như hoàng đế như thức tỉnh và đã yêu lại hoàng hậu như xưa. Cũng vì yêu mến thơ ca tài năng của tư mã tương như nên phong cho làm quan đều đi trường an, nhưng anh từ chối khiến cho hoàng đế tức giận, lại bị nhà họ đóng hãm hại xém bị chém đầu. May mắn là công chúa Bình Dương đến cứu. Hoàng đế sau khi xem bức chân dung của Trác Văn Quân nên đem lòng yêu mến và chia rẽ vợ chồng tư mã tương như. Tư Mã Tương Như được đều đến làm quan ở huyện xa, an nhàn chỉ biết có rượu và thơ ca. Vệ tử phu rất xinh đẹp được Bình Dương công chúa cài vào nhằm lấy lòng Tư Mã Tương Như để cho Tư Như quên Trác Văn Quân. Hoàng đế làm đủ mọi cách nhưng Trác Văn Quân vẫn không siêu lòng. Cảm phục trước tấm lòng sắc son của hai vợ chồng. Hoàng đế và công chúa chơi một màn kịch, nói cho Tư Mã Tương Như biết Văn Quân đã chết, khiến cho Tư Mã Tương Như chết đi sống lại, anh đành bỏ lại tất cả ra chiến trường hai năm sau trở về bị hoàng đế ép cưới một công chúa khác nếu từ chối sẽ bị tội khi quân tư mã tương như đành chấp nhận trong ngày trọng đại hắn ta mặc như đưa đám chỉ có người trong cuộc công chúa hoàng đế và vệ tử phu thì cười thầm trong đêm động phòng tư mã tương như buồn uống rượu một mình cô dâu đứng dậy và gãy khúc phụng cầu hoàng tư mã tương như bối rối và lấy hết can đảm vén khăn trùm đầu và vỡ hoa hạnh phúc người ấy chính là vợ hắn tóm lại kết thúc phim có hậu Tuy tình yêu của họ bị chia cắt nhiều lần. Phía sau hậu trường, đường đường là nam hiệp cổ trang múa võ, với đao kiếm, nhưng để thể hiện vai diễn Tư Mã Tương như một người văn hay đàn giỏi, Tiêu Ân Tuấn được nhà làm phim sắp xếp người dạy đàn cho anh ta trong một tuần. Để hóa thân thành công vai diễn Tư Mã Tương như anh phải đọc nhiều về sự ký của nhân vật lịch sử này. Đó là do mỗi phim có sự tham gia của bác Tiêu đều để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả để vượt qua rào cản ngôn ngữ trong quá trình quay phim, Park Si đã học bộ một tháng tiếng Trung. Khi yêu thích một diễn viên nào đó, bạn sẽ thực sự có nhiều cảm xúc để viết bài. Mai Ca viết,